Người Việt Nam thường có thói quen ăn đồ mặn, nhiều gia vị như mắm muối, do sẽ khiến món ăn có vị đậm đà hơn. Tuy nhiên, đây lại là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người bị loãng xương. Khi ăn quá nhiều muối, cơ thể phải đào thải lượng natri dư thừa qua đường tiểu. Quá trình này cũng đồng thời làm mất đi một lượng canxi đáng kể, từ đó làm giảm mật độ xương và tăng nguy cơ loãng xương. Vì vậy, người cao tuổi càng nên ăn nhạt, lượng muối ăn hàng ngày chỉ nên dao động khoảng 5g, tức một thìa cà phê. Ngoài ra, cần hạn chế các loại thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích, giam bông và các loại thức ăn nhanh, đồ ăn ngoài hoàng quán vì chúng thường chứa nhiều muối và gia vị. Tự nấu ăn tại nhà với những nguyên liệu dồi dào canxi là một cách hiệu quả để phòng ngừa tình trạng loãng xương.